Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các bước cơ bản để điều chỉnh một cái bàn mixer. Thì trên tay mình đây là cái bàn MGB16X của Yamaha, một cái bàn rất là phổ biến trên thị trường. Nào, chúng ta bắt đầu. Ok. Thì trước khi đi đến với cái cách sử dụng của cái bàn mixer này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở trên cái bàn mixer có những cái nút gì. Thì đây là một cái bàn MGB16XU của Yamaha. Một cái bàn rất là thông dụng trên thị trường. Thì những cái nút trên cái bàn mixer cũng hầu như các bàn mixer khác cũng có. Và có một cái số nút riêng của Yamaha thiết kế. Thì trước tiên cái dãy đầu tiên đây thì nó là để gắm micro từ 1 đến 8. Thì nó sẽ sử dụng cái rắc, cái combo, có nghĩa là chúng ta gắm rắc Canon cũng được mà gắm 6 ly cũng được, từ 1 tới 8. Đây là cái bàn mixer 16 kênh ngõ vào, thì nó có từ 1 tới 8, nó là mono. Thì qua bên và thêm 4 cái kênh đôi là kênh stair, thì 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 là tổng cộng 16 kênh. Thì ở đây sẽ có 4 rúp, 1, 2 và 3, 4. Đây là đường men chính ra. Men chính ra thì chúng ta có, thường thì chúng ta sẽ sử dụng đầu rắc Canon. Và bên cạnh nó còn có cho hai cái đầu rắc 6 ly nữa. Thì cái cổng này thì foot switch là dùng để gắm bên nhạc cụ, cái bàn đạp của đàn ọc găng. Còn cái bên này là cổng phone để chúng ta gắn phone vào, chúng ta kiểm tra âm thanh. Thì trên này nó có 4 ốc, 4 ngõ ốc và 2 ngõ monitor out, thì dùng để gắm loa, đúng đường loa monitor. Và đây là có 4 đường ốc. Đó là phần fit cắm ở phía trên. Thì tiếp đến là từ đường 1 đến đường 8 này thì nó sẽ có thêm hai cái nút nữa. Thì đây là nút ban. Thì cái nút này khi chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ giảm đi 26 dB. Thì còn bên này là cái nút lọc thông cao, là lọc những cái tần số dưới 80 Hz. Tiếp đến nữa thì đây là gain. Thì gain thì đây là nút gain. Còn đây là nút com. Gain là điều chỉnh độ lời đầu vào. Còn cái com này dùng để nén âm thanh. Đây là 4 nút EQ của mỗi kênh. 4 nút này thì có chỉnh tần số cao, chỉnh tần số trung và một nút phụ trợ cho tần số trung, và một nút chỉnh tần số thấp. Đây là có 3 nút ốc. Và nút ốc thứ tư là dùng chung cho cái volume của effect, là chỉnh cái hiệu ứng của âm thanh. Và cái volume cuối cùng là volume ba lăng, là chỉnh trái phải. Còn đây là nút on, là khi chúng ta muốn sử dụng bất cứ cái đường nào thì chúng ta phải nhấn cái nút on này thì nó mới hoạt động. Phía dưới chỗ fader thì mỗi cái đường thì có một cái fader riêng. Ở trên này thì có 4 nút. Thì đây là cái đèn báo hiệu. Thì trong quá trình sử dụng thì ta phải thường xuyên theo dõi cái dải đèn này. Thì khi mà nó báo lên có nghĩa là nó đã quá vượt ngưỡng. Thì cái đèn back này nó lên tới đỉnh đó, thì nó sẽ đỏ lên.
Và bốn cái nút này thì đây là nút 12, rút 12, rút 34 là khi chúng ta gửi tín hiệu từ cái đường này qua cái đường nào thì chúng ta sẽ nhắn vào đây. Đây có ba cái nút là 12, rút 12, rút 34 và đường star, đường tổng. Thì ta muốn gửi cái tín hiệu từ cái cây này ra cái đường nào thì ta nhắn cái nút đó xuống. Ví dụ gửi qua rút 12 thì nhắn 12 xuống, 34 thì nhắn 34. Còn chúng ta chỉ gửi ra đường chính thôi thì ta chỉ nhắn cái nút star này thôi. Và dưới này là nút BFL này là để kiểm tra tín hiệu. Đó là một cái những cái nút cho một cây. Thì từ 1 tới 8 này là giống nhau. Từ 1 tới 8 là giống nhau. Thì qua bên phần đường star thì có số 4 star. Nhưng mà đường 9, 10, 11, 12 thì sẽ có thêm hai cái phích cắm canon cho chúng ta nữa. Nhưng mà qua bên 13, 14 thì lại không có. 13, 14, 15, 16 không có phích cắm canon thì lại có phích cắm bông sen. Thì về cái phần bên đường star thì nó sẽ không có com nữa. Chúng ta không thấy còn hàng com đây nữa. Và EQ thì còn có 3 nút thôi. Còn phần dưới này thì giống nhau. Ở đây nó có một cái nút đỏ. Thì cái này tùy cái bàn mixer, người ta sẽ thiết kế cái nút đỏ này. Có khi nó nằm riêng từng cây, có khi nó nằm phía sau. Còn nút này nó nằm ở đây là nó dùng cho từ cây 1 đến cây 11 và 12. Là từ cây này cho tới cây này có cái phích trắng canon. Thì khi chúng ta nhắn cái nút này xuống thì sẽ được cấp nguồn phantom, nguồn ảo 48V đó. Để những cái nút này thì chúng ta sẽ sử dụng cho micro điện đập, là micro cổ ngõng đấy, đối với những cái có thể sử dụng bằng điện đồng được. Đây là bộ lọc thông cao hai nút. À, bên này thì có đường, có một cái chọn USB và line. Phần này thì thêm cái phần này là phần này, này chỉnh effect. Effect thì ở đây sẽ có một cái bảng effect gồm có 24 cái hiệu ứng. Thì chúng ta có thể chọn cái hiệu ứng trên này. Thì chúng ta ở đây có một cái volume, chúng ta sẽ chọn theo cái số, theo cái bảng hiệu ứng đã ghi trên này. Thì chúng ta chọn cái hiệu ứng nào đó mà mình mong muốn, xong rồi mình nhấn một cái thì khi cái đèn nó hết chấp nháy thì nó đã được lưu vào cái chương trình này, được lưu vào trong này. Bên này sẽ có một cái nút parameter. Thì cái nút này dùng để chỉnh cho cái hiệu ứng mà chúng ta đã chọn. Thì nó chỉnh về tốc độ, về độ sâu của cái hiệu ứng đó. Bên này là có hai dải đèn led, led bright để chúng ta theo dõi cái tín hiệu. Dưới này là có volume của loa kiểm âm, dành cho loa kiểm âm, volume của phone kiểm âm. Đây có 4 nút ốc. Bên này có 3 ốc. Nút này là nguồn của chọn nguồn, star là group. Dưới này là chọn 1, 2 hay là 3, 4. Qua bên này thì có hai volume tổng của group. Đây là volume tổng của toàn bộ mixer. Rồi, ok. Vậy là tôi đã giới thiệu sơ qua tất cả các nút nằm trên cái bàn mixer này. Đối với một cái hệ thống âm thanh cơ bản thì đầu tiên là chúng ta phát nhạc. Tìm hiểu về cái phần phát nhạc. Thì phát nhạc thì chúng ta có thể phát từ điện thoại qua bàn mixer, từ đầu đĩa qua, hoặc là từ máy tính qua, vân vân. Thì khi phát nhạc thì thường chúng ta sẽ chọn cái đường star này. Thì chúng ta sẽ làm tùy theo cái rắc. Thì chúng ta thường sẽ chọn hai cái rắc 6 ly này, làm hai cái rắc 6 ly để đưa vào kênh. Bốn cái đường cây đôi này,
thì đó là phần mở nhạc. Thì khi mà chúng ta đưa tín hiệu vào thì chúng ta sẽ nhấn nút on. Thì chúng ta xài cái đường nào thì chúng ta nhấn cái nút on cái đường đó xuống thôi. Đặc biệt các bạn nên lưu ý là nhớ nhấn cái nút start này vào. Vì khi các bạn nhấn cái nút start này thì nó mới đưa ra cái đường âm thanh chính được, cái đường volume tổng được. Thì cái đường volume tổng này khi nào cái nút on này khi nào cũng phải bật. Vì nếu không bật thì toàn bộ hệ thống âm thanh nó sẽ không có ra. Thì trước tiên là cái nút on này phải bật. Và còn những cái kênh còn lại thì chúng ta xài cái đường, cái kênh nào thì chúng ta nhấn cái nút đó xuống cho nó đỏ cái đèn lên thì mới hoạt động. Thì khi chúng ta đưa nhạc vào thì ta nhớ là bật nút on, xong tiếp là bấm cái nút start này để nó đưa tín hiệu ra đường chính. Và để kiểm tra, coi thử cái đường tín hiệu nó có đã vào hay chưa thì ta sẽ nhấn cái nút VFL này. Thì nếu mà nhạc nó có thì nó sẽ, cái đèn nó sẽ chớp lên. Đó. Rồi khi ta mở nhạc thì ta sẽ đẩy cái volume lên. Đẩy volume lên. Đẩy volume lên. Thì nên, chúng ta đừng nên đẩy vượt quá cái mức không. Đây là cái mức chuẩn. Thì chúng ta đừng nên đẩy cái mức không này. Nếu nhỏ quá thì chúng ta có thể tăng cái phần gain này lên. Cái phần gain. Gain thì cũng đừng nên chỉnh qua cái vạch to nhất ở trên gain này. Thì nếu vì chúng ta chỉnh lớn quá thì âm thanh nó sẽ hú. Nút volume tổng thì khi nào chúng ta cũng để ngay tùy theo. Nhưng mà cũng đừng nên bất cứ cái bên này cũng đừng nên để cái fader nào nó vượt qua số 0 để cho âm thanh nó hoạt động được tốt. Nó không có bị vượt quá cái mức của nó thì nó sẽ bị hú. Thì nếu mà đối với một cái kênh mà chúng ta dùng để mở nhạc á, đây thường đây có EQ để phần chỉnh, thì đó đây là chỉnh tần số cao, tần số trung và tần số thấp. Thì thường phần nhạc thì chúng ta chỉ có muốn thì chúng ta tăng một tí bass lên cho nó mạnh, chứ thường cái phần nhạc thì cũng không có cần chỉnh nhiều. Tại vì khi một cái bản nhạc người ta đã đưa vào phòng thu, người ta mix rồi thì nó đã chuẩn rồi. Nó cũng không có gì nhiều để cho chúng ta chỉnh nữa. Thì chúng ta muốn cái tiếng bass nó lớn hơn thì chúng ta chỉnh cái phần bass này nó lớn hơn một tí. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì phần nhạc thì nó không có cần phải sử dụng effect. Chúng ta chỉ có mở nhạc thôi. Thì ta để chuẩn và chúng ta đẩy volume lên. Tiếp đó là phần mic. Phần mic thì chúng ta dùng găm cái micro vào. Thì trước khi găm vào thì chúng ta phải tắt cái nút này ra. Vì chưa có mic hoạt động thì đừng nên bật trước. Tại vì cái dòng này là cái rắc Canon này nó có cái dòng điện rất là cao. Thì khi mà chúng ta đang để nó hoạt động như thế này mà cứ rút ra cắm vào thì nó rất nguy hiểm cho cái dàn âm thanh của chúng ta. Rồi khi chúng ta gắm vào thì đầu tiên cũng giống như những cái khác là ta phải bật cái nút on để nó hoạt động cái đường này. Thì bây giờ ta cũng tiếp tục cũng một cái bước quen thuộc, đó là bấm cái nút start, nút đỏ này xuống để đưa âm thanh ra đường chính. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy volume lên và nói. Trước khi đẩy thì chúng ta phải để những cái mức này nó chuẩn hết về vị trí không hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh, bật micro lên và nói alo 1 2 alo. Đó. Thì nếu mà khi chúng ta nói không thì không có cần phải chỉnh echo, không phải cần chỉnh effect. Nếu ta dùng micro trong phòng họp chỉ dùng để nói thôi thì cũng không có cần phải chỉnh effect. Thì nếu trong cái phòng mà chúng ta có thể chỉnh một tí com lên để cho cái giọng nó ấm hơn. Alo 1 2. Rồi tiếp tục là tôi sẽ hướng dẫn kêu các bạn ca hát thì sẽ chỉnh cái effect như thế nào.
Thì đây trên này có rất là nhiều chương trình sẵn cho chúng ta. Thì Yamaha nó có một cái bàn này, nó sẽ có một cái chế độ đó là số 14, đó là chế độ karaoke. Thì chúng ta thường được sử dụng nhiều nhất để cho nó dễ hát. Ví dụ như chúng ta chọn 14 này, chúng ta nhấn xuống là nó đã nhớ cái chương trình đó rồi. Thì khi mà nhấn chọn, đã chọn xong cái chương trình, thì tất nhiên ta cũng giống như những cái bước kia, chúng ta cũng làm tiếp tục là nơi cái kênh, cái đường Fx này, thì ta cũng phải nhấn online và đưa ra start. Ok, đưa ra start. Và bây giờ chúng ta sẽ nói thử, bắt đầu chúng ta tỉnh từ từ lên, để chúng ta những cái phần Fx này để chỉnh từ từ lên, để tìm kiếm một cái mức mà chúng ta cảm thấy vừa ý nhất. Alo. Thì khi chúng ta đẩy cái phần tổng này lên một cái mức vừa phải, thì tiếp tục là chúng ta phải đẩy cái, đây là phần tổng, và đây chúng ta phải đẩy cái phần effect, cái volume effect nơi cái kênh mà chúng ta đang gắm micro, chúng ta cũng đẩy. Thì cứ để cho nó một cái mức, ở đây nó có một cái mũi tên to nhất trong cái mấy cái vật này, thì tới chúng ta cũng đưa cái volume đến cái nút này để làm chuẩn, sau đó chúng ta sẽ chỉnh tiếp. Alo. Tiếp tục là chúng ta sẽ chỉnh nơi cái hiệu ứng, nơi cái volume này. Alo. Đó. Thì nó đã có, nó vừa có cái phần cái hiệu ứng karaoke này, thì nó có vừa có delay và vừa có reverb nữa. Thì bắt đầu chúng ta sẽ alo. Nếu chúng ta thấy nó vang quá thì chúng ta giảm bớt xúc. Alo, 1, 2, lơ, lơ, lơ. Thì chúng ta sẽ chỉnh, muốn tăng lên thì hoặc là giảm xuống, thì chúng ta sẽ, đó là những cái nút chính để chỉnh cái về cái phần effect. Đó là, còn nếu mà nó tùy theo cái chất giọng, tùy theo cái sở thích chúng ta, chúng ta sẽ chỉnh một cái mức effect nào đó cho nó phù hợp. Tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh cơ bản nhất thôi. Ok, thì như một cái bàn mixer, thì chúng ta, những cái bước mà để chỉnh một cái bàn mixer cơ bản nhất, thì trước tiên là chúng ta biết trên bàn này có những gì, cắm dây ra sao, chỉnh nhạc, chỉnh đường mic, chỉnh echo, và chỉnh những cái nút này, đường ra, đường tổng. Đó là những cái bước cơ bản của chỉnh một cái bàn mixer. Và là tôi đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn về các bước cơ bản để sử dụng một cái bàn mixer. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm tại website www.hoangtung.com.vn, địa chỉ mua hàng tính nhà hãng tại 66A Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.